Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan rừng hạt độc Sơ rái Bắc Tây Nguyên. À, trước mặt mọi người là một cái dê giả hạt rừng, thì mọi người có thể thấy là uh, nó cũng cấu tạo như bao cái dê giả hạt rừng khác thôi, thì bao gồm là cả thân tơ và các thân già cũ ở trên thân. Đó những cái thân già này thì nó có nguyên sinh nguyên bản từ rừng về rồi, thì bên em chỉ trồng chăm sóc và uh, tới hôm nay thì cây bụi nó cũng khá to. Và cái dê này thì là một cái dê đặc biệt nhé mọi người. Thì cái mùa vừa rồi á thì nó có sổ ra được một cái mặt hoa năm cánh trắng rất là đẹp luôn thì đầu tiên thì em sẽ chèn cái hình hoa năm cánh trắng đó vào cho mọi người cùng xem đó. đây đó. thì mọi người có thể thấy là cái cây năm uh, cánh trắng này cái đặc điểm nó cũng rất là hay thứ nhất là cái phần mắt của nó là gọn ha gọn sạch cùng với đó là năm cánh trắng tinh mũi hồng và đặc biệt là lạ nhất là cái phần lưỡi mọi người cái phần lưỡi nó tự nhiên nó dài 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 ra thì nhìn rất lo giống là một cái gọi là chip vòi voi mọi voi người Đấy là em nghĩ là nếu mà anh em các bác anh chị mà chúng ta sưu tầm về mà muốn đặt tên ấy, thì em nghĩ là là nên là đặt tên theo cái cái kiểu giống như là theo tiếng là con voi lấy con voi là một cái tên chủ đạo thì em nghĩ nó sẽ rất là hay và phù hợp tất nhiên thì mọi người mua thì thích về đặt tên gì thì đặt ha. bởi vì cái cây này thì bên vườn em sổ ra nhưng mà bữa giờ cũng chưa có đặt tên mọi người và em nghĩ là để các bác anh chị mua cây về thì chúng ta có thể là tự đặt tên thì nó cũng hay hơn thì giống như là chia sẻ cho mọi người để mọi người có thêm một chút cái gọi là cái niềm vui đối với cái cây bông năm cánh trắng giả hát này ha. rồi ha nó là một cái cây giả hát rừng nhé mọi người cây giả hát rừng và đây à, rồi và hôm nay thì à, cái bụi mẹ đây thì bên em có khai thác ra được hai cái cây hai cây khá là đẹp đây mọi người thể thấy à, thì cái đồ cái đồ lớn của cây thì nó cũng rơi vào tầm cỡ 10 cm rồi đây mọi người xem à, rồi hai cây thì nó cũng tương tự nhau thôi có cái cây đây thì nó có cái thân già nè mọi người có thân già hả thân già thì nó sẽ khỏe hơn và nó có có thể khai thác được một số cây hơn nhưng mà không sao nói chung là cũng tương tự nhau thôi rồi và hôm nay thì em chia sẻ cho các bác các anh chị chúng ta hai cây này để làm giống nha, thì nó tách ra từ cái thân mẹ đó thôi. Thì cái mặt hoa thì nở tại vườn rồi, nên là mọi người cứ yên tâm tin tưởng. Bởi vì lúc nở thì em cũng từng quay clip lên cho mọi người chúng ta cùng ngắm rồi một cái mặt hoa dài hạt năm cánh trắng mới sổ rất đặc biệt. <laughs> rồi và em báo giá luôn, thì đây có hai cây, thì cây thứ nhất đây, cây này đây mọi người, thì có giá là một triệu ba nhé cái này có dáng chiều 3 đó. rồi nó tầm cỡ em nghĩ nó chắc tầm hơn 10cm mọi người thì chắc tầm 12cm thì cũng đã rễ nó cũng đã bám khỏe vào chậu rồi đó. rồi và cái cây thứ hai kỳ hai đây thì nó tương tự nhưng mà nó lại được thêm một số thân gia thì về mọi người có thể là khai thác thêm cây mắt ngủ gì cho nó không được thì cái này thì nó cao hơn tí thì cái này là một chiều sáu nha chiều sáu cho cái cái cây mà nó có cái thân già này rồi, nếu mà các bác các anh chị chúng ta muốn uh, sưu tầm một cái mặt hoa giả hạt đột biến năm cây trắng mới sổ về làm giống trong vườn nhà Hoặc uh, về có thể là đặt tên uh, cũng được Bởi vì cái chậu này em chưa có đặt tên mọi người <laughs> Nên là em sẽ nhường cái quyền đặt tên lại cho người mua kỳ thôi Nếu các bác các anh chị về thích đặt tên gì đặt uh, Bởi vì em chưa có đặt Rồi, xin cảm ơn mọi người nha Và mọi người mua thì cứ liên hệ tới số điện thoại của em trên tiêu đề Mọi người liên hệ đại 0384750258 thì cái mặt hoa này thì em cảm giác là nó Nó đặc biệt nhất là cái phần lưỡi mọi người Lưỡi nó không giống những cây bình thường Cây bình thường lưỡi trái tim hay lưỡi gọn tròn tròn như cây này Lưỡi nó là dài ra nhìn giống như một cái chip voi voi vậy Nên là nó tạo cái điểm nhớ Điểm khác biệt cho các bác anh chị lúc ngắm Giống như là nhìn vào phát là nhận ra cái cây này ngay Không có lẫn đi đâu được với cây khác Rồi và cũng nói là cũng một cái cây mới sổ Từ một cái dè mẹ trên rừng về đây Rồi rồi xin cảm ơn mọi người, ơn mọi người nhé. Thì à, mọi người mua thì cứ liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề. Mọi người liên hệ đại 0384750258. Thì tất nhiên là các bác anh chị mua thì vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Hàng này thì em không ship code ha. Rồi, này chiều 3 nhé mọi người. Cái này có thêm thân dài nữa, đẹp đẹp hơn tí nữa thì chiều rưỡi à chiều chiều 6, nhầm chiều 6 nha, chiều 3 với chiều 6. Rồi xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ạ. À. Em là đại nhé mọi người.